Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã trình bày tầm nhìn kinh tế cho đất nước, trong đó có kế hoạch táo bạo nhằm cắt giảm thuế doanh nghiệp và thành lập Ủy ban Chính phủ hiệu quả do tỷ phú Elon Musk đứng đầu để tránh lãng phí trong chi tiêu. Trong bài phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế New York, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết nếu tái đắc cử, ông sẽ thành lập một quỹ đầu tư quốc gia để đầu tư vào những nỗ lực lớn của đất nước, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng lớn như đường cao tốc và sân bay. Quỹ này được thành lập thông qua thuế quan và những biện pháp thông minh khác. Chúng ta sẽ xây dựng các dự án phát triển quốc gia phi thường và mọi thứ từ đường cao tốc đến sân bay và cơ sở hạ tầng giao thông. Tất cả cho tương lai, chúng ta sẽ có thể đầu tư vào trung tâm sản xuất hiện đại, năng lực quốc phòng tiên tiến, nghiên cứu y học tiên tiến và giúp tiết kiệm hàng tỷ đô la trong việc ngăn ngừa bệnh tật ngay từ đầu. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cam kết giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống còn 15% cho các công ty sản xuất sản phẩm tại Mỹ. Trước đó, trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021, ông Trump đã cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Vị cựu Tổng thống cũng tái nhấn mạnh sẽ bỏ thuế thu nhập đánh và tiền tip, một ý tưởng mà ông đưa ra lần đầu tiên vào tháng 6 để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trong ngành dịch vụ. Luật hiện hành của Mỹ yêu cầu người làm dịch vụ phải báo cáo tiền tip là thu nhập. Một điểm đáng chú ý trong chính sách của ông Trump là thành lập Ủy ban hiệu quả của chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu để tránh lãng phí trong chi tiêu. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa không nêu chi tiết cách thức hoạt động của cơ quan này, nhưng cho biết sẽ xây dựng một kế hoạch để loại bỏ gian lận và thanh toán không đúng cách trong vòng 6 tháng sau khi thành lập. Ủy ban này sẽ xây dựng một kế hoạch hành động để loại bỏ hoàn toàn gian lận và thanh toán không đúng cách trong vòng 6 tháng. Điều này sẽ tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đô la. Đó hẳn là một số tiền lớn. Điều đó cũng giúp tiếp tục kiềm chế lạm phát và đưa giá cả xuống thấp hơn nữa. Liên quan đến vấn đề năng lượng, ông Trump cam kết sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để thúc đẩy nguồn cung năng lượng trong nước nhằm loại bỏ các rào cản hành chính đang kìm hãm các dự án mới. Ông khẳng định sẽ dùng năng lượng làm động lực thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, hiện nay Ukraine cho biết lần đầu triển khai thiết bị bay không người lái gắn súng AK nhằm tăng sức sát thương và đa dạng hóa phương án tập kích. Theo Kyiv Post, thì Ukraine đã đăng video dùng thiết bị bay không người lái lắp súng AK-74 xả đạn vào mục tiêu nghi là chiến hào của Nga ở tỉnh Donetsk. Theo lính trinh sát của Ukraine giấu tên, đây là một trong những bước đầu tiên của chương trình chế tạo các hệ thống có khả năng diệt mục tiêu từ trên không. Ưu tiên đầu tiên là đảm bảo khả năng nhắm bắn chính xác, tiếp đó là giải quyết vấn đề đạn dược hạn chế và đảm bảo khả năng nạp đạn nhanh chóng. Trước đó, thì lực lượng quân đội Ukraine đã nhiều lần cải tiến các thiết bị bay không người lái để tăng khả năng nhắm trúng và tiêu diệt mục tiêu trên chiến trường. Sau vụ xả súng xảy ra tại trường học ở bang Georgia làm 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi các nhà lập pháp ban hành lệnh cấm vũ khí tấn công và kiểm tra lý lịch toàn diện. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự đau buồn và thương tiếc trước sự ra đi của các nạn nhân. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng kêu gọi các thành viên Cộng hòa tại Quốc hội hợp tác với những thành viên Dân chủ để thông qua luật an toàn súng đạn hợp lý, trong đó bao gồm lệnh cấm vũ khí tấn công và yêu cầu kiểm tra lý lịch toàn diện đối với người mua súng. Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ xả súng xảy ra tại trường học ở bang Georgia, cha của nghi phạm 14 tuổi Colin Gray nói con trai ông là Colt Gray đã dùng súng do chính ông tặng để thực hiện vụ tấn công. Ông Colin Gray cũng đã bị bắt giữ và đối mặt với nhiều tội danh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết lô vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được giao đến Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh đậu mùa khỉ. Dự kiến Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ nhận được tổng cộng 200.000 liều vaccine trong tuần này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi xác nhận những liều vaccine này do công ty dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch sản xuất. Lô hàng đầu tiên với hơn 99.000 liều được vận chuyển bằng máy bay khởi hành từ thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào tối ngày 4 tháng 9 và đến sân bay Kinshasa trong ngày 5 tháng 9. Một chuyến bay khác chở số vaccine còn lại trong số 200.000 liều vaccine dự kiến sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo trước cuối tuần này. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đã lên kế hoạch tiêm vaccine cho người dân ngay trong cuối tuần này. Ủy ban này sẽ xây dựng một kế hoạch hành động để loại bỏ hoàn toàn gian lận và thanh toán không đúng cách trong vòng 6 tháng. Điều này sẽ tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đô la. Đó hẳn là một số tiền lớn. Điều đó cũng giúp tiếp tục kiềm chế lạm phát và đưa giá cả xuống thấp hơn nữa.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo, kể từ đầu năm đến nay, quốc gia rộng lớn ở miền Trung châu Phi này đã ghi nhận hơn 19.000 ca mắc, trong đó có hơn 650 ca tử vong.